Minh Toàn xin chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại đền Ngọc Sơn ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số hình ảnh của đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn là một cái đền mà nằm ở trên Hồ Hoàn Kiếm. Minh Toàn có mấy cái video nói về đền Ngọc Sơn. Như thế mà hôm nay cũng là đầu năm, Minh Toàn đến đền Ngọc Sơn và cũng muốn gửi đến một số cái hình ảnh đến cô chú và các anh chị để cô chú anh chị hiểu thêm về cái đền Ngọc Sơn cũng như là Hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn năm nay thì được trưng bày bởi hai con heo hay hai con lợn. Bởi vì năm nay là năm Kỷ Hợi, thành ra là có hai con lợn được kết bằng cây, rất là khá là đẹp. Đây, em gái cũng đứng đang tạo dáng rất là hấp dẫn. Đây, xin mời cô chú và các anh chị chúng ta hãy đi vào trong này một chút nhé. Đây là phía men bên tay trái của đền Ngọc Sơn. Đây, bà đi đền Ngọc Sơn rất là hôm nay thì đầu năm nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách nước ngoài. Wow, có hai em xinh, rất là xinh gái đang phì phèo điếu thuốc. Đền Ngọc Sơn thì chúng ta có một cái bên đền Ngọc Sơn có cái này không biết là cái gì, cái tháp gì, ta đi vào là mình trước đền Ngọc Sơn xem. Đây là đường vào đền Ngọc Sơn. Đây là một cái tháp. Cái tháp này có cả bát hương luôn. Thế là xong. Bên đền này được bố trí bằng ở bên tay trái là một con hổ. Wow. Và bên tay phải là con này là con gì? Trong đền Ngọc Sơn thì cũng có bán các cái, mọi người cũng có bán sáo này. Như chú này chú bán sáo, đang thổi sáo. Khi vào đền Ngọc Sơn thì chúng ta phải mua vé. Vé ở đây là giá vé 30.000 và 15.000. Hôm trước mình toàn có vào trong đền Ngọc Sơn và có quay một số cái video về đền Ngọc Sơn ở phía trong này. Nếu cô bác và các anh chị quan tâm thì chúng ta hãy tìm ở trong cái trang giấy phát là Hà Nội ngày nay. Mình toàn có mấy cái video về đền Ngọc Sơn. Đây là phía bên ngoài của đền Ngọc Sơn. Cái hồ này gọi là hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm đấy cô chú anh chị ạ. Cái tháp rùa nó nằm xa đầu kia đấy. Nhưng hơi ngược sáng, nó hơi mờ một chút. Trong đền Ngọc Sơn này thì cũng chỉ là vào một cái đền xong thắp hương thôi.
số tàu cá. Cái phía đằng trước chúng ta là cái khu mà xe buýt Mui Trần hay ở cái khu đấy, và chúng ta mua vé đi xe buýt Mui Trần cũng chúng ta cũng mua ở khu vực đằng trước mặt chúng ta đấy, khu xa xa đồ này. Với đền Ngọc Sơn thì được bắc qua một cái cầu này đấy, cầu đỏ đỏ này cô chú ạ. Khi mà chúng ta vào đền là chúng ta đi qua cây cầu này để chúng ta vào đền. Là đây là cái cảnh mua vé vào đền. Sau khi mua vé thì chúng ta vào đền thì có người soát vé như này, giá vé là 15 đến 30 ngàn đồng. Vé bình thường cho người bình thường là 30 ngàn đồng. 30 ngàn đồng. Giá vé người bình thường là 30.000 đồng. Còn với sinh viên mà có thẻ hoặc là người già, người nghèo mà có giấy tờ chứng nhận thì giá vé là 15.000 đồng. Nhưng mà chúng ta phải có giấy tờ chứng nhận. Ví dụ các bạn sinh viên mà muốn về Hà Nội mà tham quan đền Ngọc Sơn thì chúng ta nhớ cầm thẻ sinh viên. Đấy. Hoặc là ví dụ như các bác mà cao tuổi, lớn tuổi hoặc là thương binh, bệnh binh thì chúng ta có giấy tờ để chúng ta vào trong này với giá vé là 15.000 đồng. Ở đây có rất là nhiều du khách nước ngoài. Wow, đôi này nghe xăm tổ kính. Bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta nhìn phía đằng trước đền Ngọc Sơn, xem thì mới xuân xa thì đền Ngọc Sơn có sầm uất không? Không, không có. Ở đền Ngọc Sơn thì cũng rất là nhiều người ở xin tiền. Nhưng mà cô chú anh chị về đây thì cũng chú ý là cũng có những cái người gọi là cô chú với anh chị chú ý có người về đây thì có người lợi dụng lòng tốt là nhiều. Nhưng bên cạnh đấy cũng có những cái hoàn cảnh cực kỳ rất là đáng thương. Đây, lên đây thắp hương thì ban quản lý đền người ta không cho. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người về đây thắp hương. Ở cái miếu này thì không biết là cái miếu này thì không cho người ta thắp hương thì lập miếu làm gì nhỉ?
Đây là cái đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là một đoàn cán bộ, không biết là ở đâu, bộ nơi nào đến này. Tham quan đền Ngọc Sơn. Giá vé gửi xe máy ở đây là 10.000 đồng. Và điều đó thể hiện niềm tự hào
Video này mình toàn là xin phép dừng tại đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi video này. Nếu cô chú anh chị muốn xem thêm về đền Ngọc Sơn này thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh hoặc là tìm trong kênh Flash Phát là Hà Nội ngày nay để chúng ta xem thêm về một số cái video về đền Ngọc Sơn này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.